chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kinaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ, thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Dù trận đấu chưa được diễn ra, những pháo sáng đã được đốt trên khán đài A của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Một đường chuyền dài. Đường chuyền đã dễ dàng bị chặn lại, rất bình tĩnh. Giữ bóng rất tốt, cầu thủ phòng ngự đã lấy bóng một cách khá dễ dàng. Không được, phạm lỗi. Chuyền bóng vào trong. Đường chuyền đã dễ dàng bị chặn lại. Tuấn Anh, Đức Trinh. Rất tốt. Chặn bóng rất tốt. Mất bóng rồi. Tuấn Anh, Đức Trinh. Đức Trinh. Khoảng trống. Bóng đã trúng cột dọc. Bóng đã trúng cột dọc. Đó là một pha dứt điểm rất tinh tế, tuy nhiên lại hơi thiếu một chút may mắn. Cú dứt điểm rất mạnh nhưng rất tiếc là bóng đã đi không chính xác. Cơ hội. Sút xa. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Với những bản hợp đồng đắt giá và chất lượng thì có lẽ mùa giải năm nay đội chủ nhà sẽ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Không được. Không thể vượt qua. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Pha dứt điểm không tốt. Phối hợp khá đơn giản. Không được rồi. Đường chuyền chuẩn xác, rất nhịp nhàng. Quang Hải,
cắt bóng rất tỉnh táo. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bàn một quả đá phạt. Tự tìm cho mình cơ hội, cần có những pha phối hợp một chạm với đội chuyển sắc cao. Tuấn Anh. Tình huống nguy hiểm. Không được. Phòng thủ rất tốt. Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ. Đức Trinh. Một pha phạm lỗi. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Quả đá phạt. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Cú sút xa không thành công. Phối hợp khá đơn giản. Lấy bóng rất đơn giản. Tình huống chơi bóng vào trong. Giữ bóng rất tốt. Pha chuyền bóng khá chủ quan. Không được. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Đức Trinh. Quang Hải. Đường truyền rất cầu thả. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Sẽ có một tình huống ném biên. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bàn một quả đá phạt. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống treo bóng. Rất tốt. Nỗ lực chuyền bóng không thành công. Vẫn luôn chuyền bóng dài. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Đường chuyền chuẩn xác. Đường chọc khe. Tình huống nguy hiểm. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Rất gọn gàng và chính xác. Cho tới lúc này các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flypatch để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và anh Trọng. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu.
cơ hội để đưa bóng vào trong đã không còn. Không được rồi. Đức Trinh. Đoàn Văn Hậu. Chasoras. Phạm Lỗi. Chuyền vào. Tuấn Anh. Phối hợp khá đơn giản. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Quang Hải. Rất tốt. Chasoras. Rất tốt. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Văn Thành. Rất bình tĩnh. Quang Hải. Tuấn Anh. Dứt điểm đi. Phối hợp khá đơn giản. Phối hợp khá đơn giản. Đã có tình huống phạm lỗi. Đức Trinh. Quang Hải. Đức Trinh. Cầu thủ đang thi đấu rất hay và tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương. Nguy hiểm. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Cầu thủ này đã có cơ hội rất tốt để săn bằng kinh nghiệm, nhưng đáng tiếc lại không thành công. Trinh. Rất nỗ lực. Rồi dứt điểm. Dứt điểm đi. Một tình huống làm thoát tim các cầu thủ viên. Cú sút phạt không tốt. Tình huống chưa bóng vào trong. Đường chuyền quá sâu. Không được. Chuyền bóng không tốt. Chặn bóng rất tốt. Đường chập khe. Chasoras. Lấy bóng rất đơn giản. Chọc khe. Rất nỗ lực. Dứt điểm đi. Không được. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Như vậy là sẽ có sự thay đổi người. Rất tốt. Đoàn Văn Hậu.
các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Chasoras. Cơ hội. Không vào. Không được. Việc tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên là điều cần thiết cho các cầu thủ trên sân lúc này. Chuyển vào trong. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rung lên. Một pha dứt điểm cháy lưới, cú dứt điểm rất quyết đoán và không có một cơ hội nào dành cho thủ môn trong tình huống này. Pha dứt điểm không thể tốt hơn. Hoàng Thắng đã đến với họ sau một pha phối hợp rất nhuần nhuyễn và xử lý cá nhân rất hoàn hảo. Để biết kết quả các chiến đấu ở giải Hoàng Anh, các bạn có thể soạn tin nhắn NHA cách vòng đấu và gửi tới 3508. Có kết quả là tin nhắn về. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Pha đi bóng rất quyết tâm. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Chuyền vào trong. Chuyền bóng tốt. Họ cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Chuyền vào. Pha dứt điểm là không đủ hiểm ốc. Họ đang chờ Emerson không biết mệt mỏi. Phối hợp khá đơn giản. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Đức Trinh. Nhìn cái cách thi đấu của cả hai đội, chúng ta có thể thấy được thể lực của các cầu thủ đang suy giảm nghiêm trọng. Pha bóng rất cố gắng. Một cú sút. Không được.
chuyền vào trong. Đi độ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Với sự thay đổi người này, huấn luyện viên đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người. Rất bình tĩnh. Có thể dứt điểm. Bóng đã được phát ra. Phòng thủ rất hay. Sẽ có quả ném biên. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Như vậy là trọng tài chính ông Howard West đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.